Bộ Y tế cho biết, dự kiến trong tháng 11 đến tháng 12 năm 2021, Việt Nam sẽ tiếp tục nhận số lượng lớn vaccine phòng COVID-19 và phân bổ để tiêm chủng đủ 2 liều vaccine cho toàn bộ người từ 12 tuổi trở lên. Đến nay, cả nước đã phân bổ 81 đợt vaccine với tổng số 112,7 triệu liều. Thống kê thực trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 đến trưa ngày 11 tháng 11 năm 2021, cả nước đã tiêm được 95.688.596 mũi. Trong đó, ngày 10 tháng 11 đã tiêm 1.607.165 mũi, giảm khoảng 150.000 liều so với ngày 9 tháng 10. Trên cả nước, tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine là 85,5% và tỷ lệ tiêm đủ 2 liều vaccine là 43,1% dân số từ 18 tuổi trở lên. Theo khu vực, tỷ lệ này lần lượt ở miền Bắc là 77,4% và 36,1%, miền Trung là 83,1% và 27,9%, Tây Nguyên là 75,8% và 10,8% và miền Nam là 94,1% và 57,6%. 15 trên 63 tỉnh có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine cho trên 95% dân số từ 18 tuổi trở lên là Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Bình Dương, Hậu Giang. Có 15 trên 63 tỉnh có tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 50% là Long An, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lạng Sơn, Bình Dương, Hà Nội, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nam, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bình Phước và Lâm Đồng. 5 tỉnh có tỷ lệ bao phủ thấp nhất là Sơn La, Thanh Hóa, Nam Định, Cao Bằng và Nghệ An. Có 12 tỉnh thành phố đang triển khai tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Kiên Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cà Mau, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lạng Sơn, Lào Cai. Hiện các tỉnh đã tiêm được hơn 1.119.000 liều vaccine cho trẻ. Bộ Y tế đã ban hành công văn khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 và kết quả tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Dự kiến trong tháng 11 đến tháng 12 năm 2021, Việt Nam sẽ tiếp tục nhận số lượng lớn vaccine phòng COVID-19 và phân bổ để tiêm chủng đủ 2 liều vaccine cho toàn bộ người từ 12 tuổi trở lên. Để đáp ứng kịp thời tiến độ cung ứng vaccine trong 2 tháng cuối năm, khẩn trương đạt được độ bao phủ vaccine và đạt hiệu quả sử dụng tối đa, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên, đảm bảo an toàn, hiệu quả, nhanh chóng đạt được độ bao phủ mũi 1 cho 100% dân số từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 2 cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Căn cứ tiến độ cung ứng vaccine, tình hình dịch và độ bao phủ vaccine cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên tại địa phương để triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, theo lộ trình Bộ Y tế đã hướng dẫn tại công văn số 8688 ngày 14 tháng 10 năm 2021. Các địa phương tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình triển khai tiêm chủng, thực hiện nhập mới đối tượng tiêm chủng hàng ngày lên hệ thống tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến nay, Việt Nam đã có những thỏa thuận, đơn hàng, hợp đồng lên tới 195 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Bộ Y tế đang phối hợp với các đơn vị liên quan để nhanh tốc độ đưa vaccine về Việt Nam vào cuối năm 2021. Để có cơ sở cho việc phân bổ vaccine trong tháng 11 và tháng 12 năm 2021 và xác định nhu cầu vaccine năm 2022, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, Cục Y tế, Bộ Công an. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị các đơn vị khẩn trương tổng hợp, báo cáo số lượng vaccine được cấp đến ngày 31 tháng 10 năm 2021, kết quả tiêm chủng của địa phương, đơn vị đến ngày 31 tháng 10 năm 2021 và nhu cầu vaccine năm 2022. Công văn của Bộ Y tế nêu rõ, đây là nhiệm vụ cấp bách, đề nghị các đơn vị khẩn trương tổng hợp và báo cáo Bộ Y tế.